Tên gì ạ? À? Dạ tên kia là 4 chữ đúng không? Đúng rồi. Tên 5 chữ. Tên gì nè? Dạ Ưng Hoàng Nhật Tinh Tinh. Rồi, bây giờ người ta đã hát, đã nhảy, mời em ra vừa hát vừa nhảy tân chề. Chuyện nhỏ. Gì chứ ba đó dễ mà. Trời ơi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ hồi nãy đi ra đâu có vậy? Không, nãy nó bị giật bẻ, mới bị giật bẻ đâu luôn. Mới luôn. Mới bị giật bẻ tức cái đạp luôn á. Trời, chuyện hát gì nhảy bài gì nè? Nói chung thì là đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào tới hai MC rồi chúng ta chào trân trọng và thân thương nhất. Em thì em cũng có rất nhiều nghệ danh. Tên thiệt má má em đặt là Phan Thanh Tân. Phan Thanh Tân. Em đi diễn sân khấu thì em tên là Tân Chê. Dạ còn em đi đá banh á người ta kêu là Eagle. Eagle. Dạ em làm ca sĩ thì em cũng có tên nghệ danh. Tên gì ạ? À? Dạ tên kia là 4 chữ đúng không? Đúng rồi. Tên 5 chữ. Tên gì nè? Dạ Ưng Hoàng Nhật Tinh Tinh. Ưng Hoàng Nhật Tinh Tinh tân nào đó luôn đó. Em ơi, anh ơi, nghe cái Tinh Tinh là em biết nơi đâu ra rồi. Em ơi anh Ưng Hoàng Phúc thì là anh Nhật Tinh Anh đó, chắc là em Ưng Hoàng Nhật Tinh Tinh. Ok. Và sau đây em hát một tên Đêm Trăng Tình Yêu. Ok. Yo. Phố xa đêm đông người mà đêm tình yêu rơi xa. Nó có bao đó những tình đang đùa vừa đang say. Cánh hồng trao tay đến tay, dần dần con tim ngất ngây. Tình này sao em thề mãi không bao giờ. Dây được rồi. Đúng rồi. Dạ, dây. Đúng. Nãy em cũng quên nói là em cũng mê Lam Trường nữa. Rồi, xin cảm ơn ca sĩ đến từ đất nước Thảo Cầm Viên rất là nhiều ạ.